Xin chào tất cả các bạn. Chúng tôi là Nhóm Double Win. Chương trình Double Wish là talk show và chơi trò chơi với khách mời. Yeah. Hôm nay chúng tôi thách thức trao đổi liều lưỡi với hai đội chơi, mỗi đội gồm một thành viên Double Wish và một khách mời. Khổ và vòng thử dễ đến khó. Trong mấy năm dài, người đợt nhiều lần tưởng nhất sẽ thắng. Vòng 2, loạt trời như vòng 1, nhưng đội kèm thử thách. Vòng 3, đột trọng 30 dạy bởi thử thách mới khó. Tôi thua sẽ nhận hình phạt chương trình đưa ra. Để cho công bằng, tôi không lại sẽ đeo tai nghe khi đội kia chơi. Lúc lại học việc lộn lại lộn học việc lại lúc
hộp vịt lộn, luộc lộn, hộp vịt lạc, luộc lại, hộp vịt lộn, lại luộc, hộp vịt lạc. Được hộp vịt lộn, luộc lộn, hộp vịt lạc, luộc lại hộp vịt lộn, lại luộc hộp vịt lạc, luộc hộp vịt lộn, luộc hộp vịt lạc. Luộc lại hộp vịt lộn, lại luộc hộp vịt lạc, luộc hộp vịt lộn, luộc lộn hộp vịt lạc, luộc lại hộp vịt lộn, lại luộc hộp vịt lạc. Luộc hộp vịt lộn, lại luộc luộc hộp vịt lạc. Luộc lại hộp vịt lộn, lại luộc hộp vịt lạc, luộc lộn hộp vịt lộn, luộc lộn hộp vịt lạc, luộc lại hộp vịt lộn, lại luộc hộp vịt lạc. Luộc lộn hộp vịt lộn. Ghi vào Bông ông